Câu chuyện tại xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội sẽ được phản ánh trong Alo Chào Buổi Sáng hôm nay. Yeah. Đây là Việt Nam với những con người hiền hòa dồi dào, tương xứng cùng Việt Nam. Những sự mặn mai đẹp đều tuyệt vời mang tên là Việt Nam. Quê hương yên bình cho ta quay về mỗi khi cùng Việt Nam. Yêu thương chân thành món đồ ra vàng chúng ta là Việt Nam. Theo niềm vui rộn ràng tay đón bao điều tuyệt vời. Việt Nam hân hoan khắp mọi nơi. Ai ai cũng đang chào ngày mới. Từ miền thơm quê qua nơi trùng khơi. Từ nơi hoang vu qua nơi rộn rã tiếng cười. Anh nắng mai khẽ gọi tên Việt Nam thức dậy. Mọi miền bao la, muôn cánh tay thức giấc đang dựng xây những giấc mơ. Ngày hôm nay ta lựa chọn tương lai, chiều trái tim khẽ gọi tên thức giấc Việt Nam. Kết quả vòng đàm phán thứ 3 giữa Nga và Ukraine. Cập nhật chi tiết từ phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nga. Số ca mắc COVID-19 chuyển nặng gia tăng tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang khẩn trương các giải pháp ứng phó. Khách mua hàng giảm mạnh, thị trường hoa và quà tặng dịp mùng 8 tháng 3 tại Hà Nội kém sôi động so với mọi năm. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Truyền hình Việt Nam trực tiếp trên kênh VTV1. Ở miền Bắc trời không lạnh, khá ấm áp, còn miền Nam thì nắng mạnh. Chi tiết như thế nào, biên tập viên Hương Liên sẽ thông tin sau ít phút nữa. Còn điểm báo sáng nay thì sẽ có nhiều bài viết đáng chú ý và lát nữa thì tôi với quý vị khán giả sẽ đến với những nội dung chi tiết. Còn bây giờ thì là tin tức thời sự 6 giờ cùng với tôi và biên tập viên Hữu Bằng. Thưa quý vị, vòng đàm phán thứ 3 giữa Nga và Ukraine đã diễn ra vào chiều tối ngày hôm qua, ngày 7 tháng 3, ở khu vực biên giới Ba Lan, Belarus.